Các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Sáng nay mình cũng sẽ giao lưu với các bạn một số cây phôi giấy Mỹ các bạn. Mà hôm nay mình sẽ ngâm cho các bạn một thùng thuốc và ngâm kích rễ sẵn luôn. Về anh em chỉ việc trồng thôi nha. Đầu tiên thì mình cho vô cái thành phần manthan các bạn, hay còn gọi là mancozeb đây. Thành phần này thì nó trị bệnh nấm trên cây hoa giấy Mỹ các bạn, rất là hiệu quả. Này mà đây thành phần thuốc này thì có màu xanh các bạn. Mình cho nửa gói vô cho nên là cái màu nó khá là xanh các bạn. Tiếp theo đó mình cho thành phần Andracon. Andracon thì cái bột nó có màu trắng các bạn. Đây là Andracon đây. Đây Andracon. Cái này thì nó cũng bảo vệ cây bằng áo giáp kẽm các bạn. Cho nên cây mình cũng sẽ già, hạn chế bị bệnh hơn nha anh em. Mùa mưa thì anh em trồng hoa giấy Mỹ, anh em mà thấy mùa mưa nó hay bị bệnh trên thân á. Và vườn mình cũng xài những loại thuốc này. Đó. Chúng ta cho một loại thuốc vô chúng ta hòa tan các bạn. Hòa tan xong rồi cho nó đều hết chúng ta hãy mới cho loại thuốc khác vô nha anh em. Chứ không phải mình cho cùng lúc vô thì nó sẽ bị vón cục các bạn. Rồi mình bấm máy đây mình sẽ trộn đều lên. Rồi sau khi chúng ta trộn đều lên thì chúng ta cứ quậy đều lên nha anh em. Ở hai hỗn hợp Andracon màu trắng với mancozeb nó màu xanh cái nó ra cái màu như thế này các bạn, giống như màu xanh biển nè. Sau khi chúng ta quậy hai loại thuốc nó đều hết rồi cái chúng ta cho tiếp tục cho gói này là dung dịch Atunix các bạn. Đây là thành phần dưỡng rễ nha anh em. Đây Atunix. Này mình cho vô luôn và trộn đều lên luôn các bạn. Về anh em chỉ việc trồng thôi nha. Đây mình sẽ pha thuốc bệnh và thuốc kích rễ sẵn vô cây rồi. Vô thùng mình ngâm sẵn rồi. Về anh em chỉ việc tháo ra và trồng thôi. Và anh em cũng lưu ý là trong quá trình trồng thì em cũng vẫn phải phun định kỳ hoặc là tưới định kỳ nha anh em. Vì mùa mưa thì cây hoa giấy rất dễ bị bệnh các bạn. Mình ngâm giai đoạn đầu thôi về anh em cứ trồng và thời gian xa thì anh em cũng phải chăm sóc thêm nha anh em. Rồi cho thằng Atunix vô luôn thì gói Atunix nó nhỏ các bạn cho nên là nó không có cải thiện được cái màu sắc cho mấy. Rồi cái màu hỗn hợp của chúng ta là như thế này đây. Rồi sau khi chúng ta trộn đều lên thì chúng ta cho phôi hoa giấy Mỹ vô, chúng ta tưới lên thân hoặc là ngâm trong chậu luôn các bạn, ngâm cho nó kín rễ như thế này nè. Đó. Đây mình ngâm sẵn xíu mình sẽ đem ra phơi nắng các bạn. Mình phơi cho nó rút thuốc vô rồi sẽ giao lưu với anh em nha. Đó, chúng ta cho nó ướt hết toàn thân luôn các bạn. Ngâm dưới đây khoảng tầm khoảng 15 phút các bạn, 15-20 phút gì đó. Đây mình làm quy cách làm cho các bạn xem thôi. Ở nhà vô anh em nào mà mua hàng mà chưa có được ngâm sẵn như mình á thì anh em cũng việc về làm như thế này thôi, ok nha. Và sau khi mình ngâm phôi thứ nhất xong rồi ngâm phôi thứ hai mình cứ tiếp tục làm như vậy. Cái cây phôi mà nó chưa thấm thuốc các bạn, cái da nó màu vàng nè. Mà sau khi mà mình ngâm nó thấm thuốc rồi nó sẽ chuyển sang màu xanh các bạn. Nó bị bám thuốc á, cái thằng man nó bám màu rất là chặt các bạn. Bám cái lớp da luôn. Và mình ngâm gì tầm khoảng 15 phút mình đem ra mình phơi nắng dưới nắng gầm gầm các bạn, nó sẽ rút thuốc vô nha anh em. Và về thì nó hạn chế bệnh rất là nhiều. Rồi vậy là mình tạm thời điều thơm và điều cây các bạn. Rồi mình sẽ lần lượt mình ngâm hết nắm cây của mình luôn. Và như vậy thì sau một quá trình dài thì mình đã ngâm được khoảng trên dưới 20 cây rồi các bạn. Và mình sẽ phơi đây. Phơi đây với cái máy hai hiên cho nó hầm hầm các bạn, cho nó mau khô, mau rút thuốc. Và mình sẽ đi qua bên đây mình vệ sinh mấy cây hoa giấy Mỹ mini nè các bạn. Xíu mình sẽ giao lưu anh em mấy cái bộ combo luôn nha anh em. Đây là hàng mini các bạn. Hàng dao động khoảng 35-40 ngàn cây, 50 ngàn, trên dưới 50 ngàn. Và có một số cây tông cao nè anh em. Cái tông cao như thế này thì nó cao khoảng 1m6m7 gì đó. Xíu mình sẽ đo thông số sao nha anh em. Mới khui bầu chưa vệ sinh. Vệ sinh sơ sơ xíu mình sẽ giao lưu với anh em. Như vậy thì sau một quá trình vệ sinh xong xuôi thì mình chuẩn bị mình giao lưu anh em. Mình sẽ giao lưu mấy cây hoa giấy Mỹ nhỏ trước nha. Còn cái đám phôi hoa giấy Mỹ lớn thì mình đang phơi bên kia. Xíu nữa nó khô mình sẽ qua giao lưu sau. Và những cái cây này thì mình chưa có ngâm thuốc bạn. Mình không có thời gian các bạn. Anh em về với cái này thì anh em có thể tưới thuốc sau cũng được. Hoặc là không tưới cũng không sao. Mấy cây phôi nhỏ thì thông thường nó sẽ ít bị bệnh hơn những cây lớn nha anh em. Rồi những cây như thế này thì hoành nó tầm khoảng bằng giò cái các bạn. Nó to hơn con tay cái mình nha. Nó hoàng giò cái.
cây to nhưng to thì to hơn, một cái bé thì bé hơn vô cái mình. Nó như thế này đây anh em, nó hơi to hơn hoặc là bé hơn chân cái mình chút xíu nha. Mấy cái này thì chiều cao thì nó khoảng 1 gang, 2 gang, khoảng non non 3 gang một chút xíu đó. Nó khoảng tầm 60 cm, 55-60. Và mình giao lưu mấy cây phôi mini thì số lượng nhiều cho nên là mình không có đo thông số anh em. Mình ước chừng thôi nha anh em. Cái này mình giao lưu anh em 35.000 cây, bao ship luôn. Đây mình có 10 cây bộ vô, mình tách ra được 10 cây nhỏ nè. 10 cây như thế này, giao lưu anh em 35.000 cây, 10 cây 350, bao ship tận nhà. 4 cây nè. Cũng khá là quái các bạn. 5 6 7 8 9 và 10. 10 cây thì mình giao lưu anh em 350 bao ship nha anh em. 350 bao ship tận nhà combo đầu tiên đi anh em. Nay mình sẽ quay những cái bé quay dài lên nha, thời gian chờ đợi những cái lớn nó khô. Rồi combo số 1 350.000 10 cây bao ship. Và tiếp theo chúng ta lên bộ combo số 2 anh em. Bộ combo số 2 thì mình chọn ở những cây to hơn. Giờ em vệ sinh cái này lại, cái này còn dơ nè. Và combo số 2 này thì mình cũng quấn cho các bạn xem hào hào thôi. Điển hình như cái này, cây này là cây trung bình là hoành 11 nè anh em. Tức là có cây sẽ to hơn 11 và cây bé hơn 11 nha anh em. Đây combo số 2 và chiều cao của nó thì nó cũng tầm khoảng 55 đến 65 cm các bạn. Combo thứ hai mình cũng có 10 cây luôn nha anh em. Rồi mình sẽ lên lần lượt cho anh em xem. Cây đầu tiên nè. Cây thứ hai. Rồi cho cây tiếp tục lên luôn. Cây này cây thứ ba các bạn. Cây thứ ba này nó hơi cao một chút xíu nha nè. Tiếp tục ở đây là cây thứ tư. Nói chung mà nó cũng kiểu dáng nó cũng na ná như nhau các bạn. Cây thứ năm. Đây là cây thứ sáu. Đây là cây thứ bảy. Đây là cây thứ tám. Cuối cùng là cây thứ 9 và cây thứ 10. Cây thứ 9 thứ 10 là hai cây nó hơi nhỏ hơn, hai cây hơn 8 cái kia chút xíu các bạn. Nhưng mà thân nó lắc lượng nó rất là quái nha anh em, hai cây một thân lắc lượng nha. Rồi 10 cây một đống combo thứ hai này mình giao lưu anh em 480k bao ship tận nhà nha anh em. 480 thì một cây có 48.000 bạc. À cây này nó nhỏ nhất nè anh em. Nó nhỏ nhất mà nó quái ghê không? 480.000 480.000 10 cây, 48.000 cây bao ship tận nhà combo số 2 nha anh em. Rồi tiếp theo chúng ta lên cái combo thứ ba anh em. Combo thứ ba này thì cây lại to hơn nữa các bạn. Mình đo vị trí này mình đo được 17 các bạn. 17 hoành nha anh em. Và chiều cao của nó khoảng 80 cm. Cái tàng thiên nhiên cây số 1 của combo thứ ba nè. Và tiếp theo cây này mình đo vị trí này hoành nó cũng được 17 các bạn. 17. Cây này dáng thú quá. Cái lưng đế thú nha anh em. Tàng thiên nhiên. Và cái thứ ba này thì có hoành 13 mình đo vị trí đó các bạn. Đế này cũng rất là đẹp các bạn. Và cuối cùng cây này cây thứ tư hoành 14 anh em. Cây này cũng bộ đế cũng rất là đẹp trai luôn. 4 cây, cái bộ combo thứ ba này mình có 4 cây anh em. Zalo anh em 350.000 nha. 4 cây 350.000 bao ship luôn các bạn. Này 4 cây này bạn Zalo anh em 350.000 bao ship nha anh em. Bao ship tận nhà luôn. Và chúng ta đến combo tiếp theo anh em. Và tiếp theo chúng ta lên combo số 4 anh em. Combo số 4 mình có 3 cây. Cây đầu tiên mình quán thông số chỗ này thì mình được hoành 19 các bạn. Nó cao khoảng 75 80 cm nha anh em. Cái đầu tiên của combo số 3 nè, số 4 nè anh em, 3 cây. Combo này mình xin phép Zalo anh em 100.000 cây thôi. 3 cây 300, cây chà bá luôn anh em, cục đế của nó nè. Thật lừ luôn các bạn. Và cây tiếp theo là hoành mình đo vị trí này hoành được 15. Hoành 15 nhưng mà bộ đế nó rất là to, cây này cao khoảng 90 cm các bạn. Chính xác là 90 cm luôn nha anh em. Tổng chiều cao 90 cm. Và tàng thiên nhiên, đế to các bạn. 100.000 cây, 3 cây 300 bao ship tận nhà. Và đây là cây cuối cùng của combo thứ tư các bạn, hoành đo vị trí này hoành được 19. Đế nôm. Cây thì dáng lực các bạn, tàng thiên nhiên nè. Cao khoảng 75 cm, cành nó đóng đều các bạn. Anh em về ghép vô và chơi thôi, không cần phải chỉnh sửa nhiều anh em. Cục đế thì miễn bàn rồi, cục đế rất là to và nặng luôn anh em. Cây thì khoảng cả 3 kg các bạn. Giao lưu anh em 100.000 cây, 3 cây combo số 4 300 bao ship. Và tiếp theo chúng ta đến với bộ combo thứ 5 các bạn. Bộ combo thứ 5 thì mình có 5 cây, 5 cây tông cao anh em. Cây này lùng nhất thì nó cũng cao hơn 1m, 1m2 gì đó. Em thì lên thông số từ từ cho anh em xem nha. Còn cây cao nhất nó khoảng 1m7, 1m8 các bạn. Cái bộ combo nó quá khổ như thế này thì mình không có bao ship các bạn. Và mình móc vị trí này thì mình được hoành 21 anh em. Hoành cây đầu tiên, hoành 21, cây này dán lắc các bạn.
sáng sớm nắng hơi chá nè, sáng hơi chá các bạn. Đây cái dáng nó như thế này, một cốt cao lên hơi lắc nha anh em. Đây mình đo tổng chiều cao được bao nhiêu. Cây đầu tiên này 127 cm anh em, 127 là mình chín chưa hết cái bộ đế các bạn, bộ đế nó còn âm xuống dưới nữa, nó khoảng 1.3 anh em. Cây đầu tiên này nó cao khoảng 1.3, bầu cốt lắc lượng nha anh em. À, cầm chi nó cũng khá là đều nè. Rồi, quay vòng vòng cho anh em xem toàn diện nè. Đó, bộ đế của nó hoành 21, cao 1.3, một cốt rất lượng nha anh em. Mấy cái bộ tông cao này mình khuyến khích anh em đến tận vườn mua để đỡ tốn tiền ship các bạn. Mỗi cây thì tiền ship nó khoảng 100-120 ngàn cây các bạn. Anh em mua nhiều thì tiền cước nó mới giảm lại nha anh em. Còn anh em mua 1-2 cây tiền cước nó mắc lắm bạn. Nó bộ mua tông cao cây đầu tiên. Và tiếp theo cây thứ hai mình đo vị trí này mình cũng được hoành 22. Hoành 22 cây này cốt đứng các bạn, cốt thẳng nha anh em. Em móc chiều cao cho anh em xem luôn. Và cây này thì chúng ta được 125 cm các bạn. Cây thứ hai này hoành 22 và cao 125 cm, một cốt thẳng nha anh em. Ta phần dáng nó như vậy. Và cây thứ ba mình vị trí này mình cũng được hoành 22. Cây này thì đế nôm. Cây thì một cốt cao các bạn, trên ngọn có chụp nhánh tàn thiên nhiên. Và tổng chiều cao của cây này là cùng một dây thước luôn bạn, tức là nó cao được khoảng hơn 1.5 m. Dây thước mà chưa hết đế luôn mà, nó cao hơn 1.5 m nha nè. Cao khoảng 150 cm á. Rồi cây này cây thứ ba, một cốt thẳng. Anh em thích hợp ghép tầng dù nha, trên đây có một chùm nhánh, cành rất là nhiều. Cốt thẳng tưng các bạn, lượng nhẹ thôi, đế nơm bự. Cây thứ ba. Rồi chúng ta lên cây tiếp theo. Và cây này thì mình đo vị trí này là hoành được 24 các bạn. Hoành 24 cm, đế nơm luôn. Và chiều cao cây này thì một cốt, cây này nó cao khoảng 1.8 m nè. Cùng dây thước này là cùng dây thước là 1.5 m nè. Mà này nó còn lên trên ngọn khúc nữa các bạn. Nó còn lên ngọn khúc nó khoảng 1.7 m mấy 1.8 m vậy các bạn. Cây này cốt rất là cao, cao hơn mấy cây nãy giờ anh em. Dễ thẳng tay luôn. Rồi quay vòng vòng cho anh em xem phong dáng. Cao khoảng 1.7 m mấy, hoành 24, đo vị trí cổ eo này. Cái cây này các bạn là một thân chứ không phải là hai thân nha anh em, một thân mà đâm nhánh thôi nha. Rồi mình xuống cây lên cây tiếp theo luôn bạn. Và cây này thì hoành 15, đo vị trí đó là hoành được 15. Và chiều cao của nó khoảng 1.2 m các bạn. Cao đó mình đo. Chiều cao 1.1 m các bạn, 110 cm, 1.1 m thôi. Cốt thẳng tưng nha anh em. Năm cây này mình giao lưu anh em tại vườn 650 ngàn nha, không có bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Phí vận chuyển thì nó cộng anh em, phí vận chuyển anh em cộng vô khoảng mỗi cây anh em cộng vô khoảng 100 ngàn tiền cước nữa đó mới giao về tới nhà cho anh em được á. Đây năm cây rất là to và cao các bạn. Anh em giao lưu tại nhà mình giao lưu anh em 650 ngàn năm cây này nha anh em. Khuyến khích anh em đến tận vườn mua để giảm tiền cước các bạn. Những cây cao thế này mình gom lại cái đơn hàng cộng cờn á, tiền cước rất là mắc. Rồi anh em ship tận nhà thì anh em cộng vô cho mình khoảng 100 ngàn một cây nếu mà anh em mua hết nha. Còn anh em mua mà tách ra mà mua 1-2 cây thì tiền cước lại cao hơn các bạn. Cho đơn hàng cộng dồn á, nó sẽ rẻ lại. Và tiếp theo chúng ta đến với những cây to hơn các bạn. Những cây này nãy giờ mình phơi nó cũng khô rồi các bạn, thấm thuốc rồi, da nó xanh nó mốc luôn rồi. Cây đầu tiên này thì thông số bao nhiêu đây? Mờ rồi. Hoành 21 và cao 72 anh em. Hoành 21 và cao 72. Bơm đế sọ dài khoảng 45-50 cm các bạn, cục đế cao nha. Rồi cặp số 1 nè, lên cây tiếp theo luôn. Rồi cây thứ hai hoành 28, cao 68. À hoành 26, cao 68 chứ. Dáng 23 nè. Cặp này mình giao luôn anh em 380 bao ship các bạn. 380k bao ship cho anh em cặp đầu tiên nha anh em. Rồi lên cặp tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta đến cặp thứ hai. Cặp thứ hai này thì cây nó quái các bạn. Đế quá ngầu rồi, đế quá to. Cặp này có thông số là hoành 23, cây này hoành 23, cao 74 nha anh em, cục đế to đặc luôn. Rồi lên cây tiếp theo các bạn. Cây này thì thông số là hoành được 21 và cao 66 các bạn. 21 là mình đo vị trí cổ eo nha anh em. Hoành thân dưới nó sẽ to hơn. Cặp này mình giao lưu anh em 400k bao ship các bạn. 380 thôi. Giao lưu anh em 380 bao ship luôn các bạn. Cái cặp số 2 cũng đồng giá 380 luôn nha anh em. Rồi mình lên cây tiếp theo các bạn. Đây là cặp thứ ba các bạn. Cặp này mình cũng giao lưu anh em 380 luôn. Hôm nay mình sẽ chọn những cây tương đồng với nhau đó, mình giao lưu đồng giá cho dễ các bạn. Anh em chọn cái nào cũng được.
thứ ba này cũng 308 luôn. Cái đầu tiên thì thông số là hoành 26, cao 79 anh em. Rồi xuống cây luôn. Cây thứ hai thì dáng nó quái hơn. Cây này thì có thông số là hoành 26 các bạn, cao 68. Cặp này cũng giao luôn em 308 luôn mà. 308 là 190.000 cây anh em. 308 một cặp bao ship tận nhà. Cặp thứ ba anh em, xuống cây luôn các bạn. Rồi tiếp theo mình lên cặp thứ tư. Cặp thứ tư này có thông số là hoành 24 với cao 65. Cây này cây đầu tiên cặp thứ tư nha anh em. Rồi mình lên cái thứ hai luôn. Cặp này cũng giao luôn em 308 bao ship luôn nha. Rồi cây thứ hai cặp thứ tư. Cây này thì thông số là hoành 23 cao 69. Cây này cũng cặp này 308 một cặp 90.000 cây bao ship luôn. Rồi anh em quan sát cái mình lên cặp tiếp theo bạn. Hôm nay mình chuẩn bị cũng khá là nhiều cây. Rồi lên cái mới luôn. Tiếp theo mình đến cặp thứ năm các bạn. Cặp thứ năm này cũng đồng giá 308 luôn nha anh em. Cây này có thông số là hoành 23 cao 68 các bạn. Rồi mình lên cây tiếp theo. 308 cặp bao ship 190.000 cây. Và đây là cây thứ hai cặp thứ năm đồng giá 308. Cây này thì nó có thông số là hoành 23 cao 68 luôn các bạn. Giờ anh em quan sát tổng thể cái mình xuống cây luôn nha anh em. Hôm nay trước mắt mình sẽ lên cho anh em 5 cặp đi, 5 cặp đồng giá 308. Còn lại một số cây to hơn như thế này thì mình sẽ lên video sau nha anh em. Còn cây to hơn và cây bé hơn mình sẽ lên video sau. Do mình chuẩn bị cây cũng quá nhiều quá, mình lên dồn chung thì nó quá nhiều đi các bạn. Mình kết thúc video tại đây, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo.